Mặc dù cuộc sống trở lại bình thường mới, các hàng quán đã hoạt động trở lại, song nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ nước uống online chia sẻ vẫn chưa thể hồi phục như trước dịch, rất cần sự chung tay hỗ trợ từ nguồn cung cấp đầu vào cũng như tổng công ty nhượng quyền. Tại một số cơ sở nhượng quyền thương hiệu trà sữa của Tokotoko, số lượng người mua đến lác đác khiến cho doanh thu không đủ để bù đắp cho các chi phí mặt bằng, nhân viên và các chi phí khác. Trong khi đó, trải qua một đợt dịch bệnh kéo dài gián đoạn việc kinh doanh, các đại lý của thương hiệu trà sữa này đã phải gồng gánh chịu lỗ. Chính vì thế, trong bối cảnh lạm phát kinh tế khó khăn, các chủ cơ sở dịch vụ thức uống này đều mong muốn có được sự sẻ chia từ phía nguồn cung cấp, các nguyên liệu chế biến cũng như chính sách ưu đãi gia hạn từ phía tổng công ty nhượng quyền, nhằm sớm phục hồi những khó khăn, hợp tác cùng phát triển, tạo cộng đồng kinh doanh chia sẻ lành mạnh.